Hello, xin chào anh em nha. Chào mừng anh em đã quay trở lại với kênh của mình nha. Thì hôm nay mình lấy con ngạc này về để mình làm cái series vui vui cho anh em xem. Và lẩu cũng sắp tới rồi, chuẩn bị mình cũng sẽ bung luôn cho vui nha anh em. Mình cũng sẽ bung cho nó vui với anh em chơi cho vui luôn. Chứ mà đợt củ tiêu đồ mà mấy chục ca này là chắc chắn là không đủ set rồi đó. Không thể nào đủ được set củ tiêu đâu anh em. Đó, thì chỉ có 32.000 làm sao mà đủ được. Tôi nhớ hồi đó ông kia đủ hình như là 40 mấy ngàn thì phải. Đợt đó tôi góp cho ông đó một set củ tiêu là 40 mấy ngàn, với cộng với mấy cái kia đồ các kiểu luôn á, là 40 mấy ngàn mới đủ nha, chứ bình thường là không có đủ rồi. Và cái tem này từ từ mình sẽ xây nha. Ngày hôm nay thì nó có cái chân vũ chiến thần nè, mình sẽ vô mình xem chân vũ chiến thần. Từ từ mình sẽ mấy ngày sau mình sẽ xây tem lung tung chơi cho vui đó. Tem bill 4 này xây nó cũng dễ lắm, không có gắt gối gì tem bill 7 bill 8 đâu anh em, bill 4 mà. Rồi thì ngày hôm nay cái cụm chân vũ chiến thần của chúng ta sẽ như thế nào đây? Đó, thì nếu mà mình mua cái gói này thì mình sẽ được 100 cái này để tăng cấp. Mấy cái này sau này cần số lượng lớn luôn á, để lên cấp thằng võ nó lên lâu giảm em. Mình sẽ cho anh em xem những cái trận đấu của ấy. Trước mắt thì mình cho anh em xem cái ông bá đây. Điều 3 động nguyên mà bá chân vũ chiến thần ảo thế nha. Một set củ kiêu, một set củ kiêu hằng luyện nha. Wow man, con nghẹt này bá cụm thế chân vũ chỉ với build 3 thôi. Ảo ma thiệt sự anh em ơi. Đây thì anh em mình cùng nhau coi mà gọi là mình hôm nay mình tính làm những cái khác, nhưng mà mình thấy chân vũ chiến thần mà build 3 như thế này bá quá, cho nên mình vô mình quay cho anh em xem tại sao lại mà tại sao có thể build 3 mà lại bá như thế chứ. Đầu tiên mình sẽ xem cái cặp đấu này đi. Cặp đấu này cũng là ổng nữa đây nè. Đó, ông kia là Tôn Quyền nha. Tem ông kia khá là chuẩn, vậy là bữa đó là mình nói là mình sai rồi. Ok, về sổ thì mình không biết được cái thông tin về sổ nha, nhưng mà nói về cái phần BK, cái tụng đồ đạc đồ này nọ các kiểu thì ông kia chơi hai búp một đâm chính Tôn Quyền. Và phi thăng vẫn chưa điều nha, có một chăn cơ phi thăng một trong đó nữa. Nhưng mà bằng một cách nào đó thì ông kia vẫn phi ba động nguyên. Bá thiệt. Nhưng mà móc xích của tem Bilba này nó vẫn nằm ở cái con bét, con thú anh em, con thú gọi là con thú gì ta, con thú gì mà không cho mình tăng nộ á, con hoa tiên đúng rồi, không cho tăng nộ, không cho tăng máu á. Con Tôn Quyền dễ bị chết. Ơi đam kìa, trời 600 mấy chục triệu. Ảo thật sự 600 mấy chục triệu đam anh em ơi, ở lượt một cung ga. Và mấy cái lượt một của nó thì không mạnh mẽ cho lắm. Mấy lượt tiếp theo không mạnh mẽ cho lắm về cái đam trực tiếp, nhưng mà đam gián tiếp nó gây ra khá là khủng khiếp. Rồi không bán châu luôn, không cho châu bút người giáp luôn. Khá là ghê gớm. Ông kia còn không có khí định nữa cơ mà. Đây, võ thánh Quang Vũ thì không lấy khí định nhưng mà lấy cái cẩm nang này, có chiến pháp này. Võ thánh bày gà quánh đúng một cái. Xong cái chiến pháp đó coi như vô dụng luôn. Diện hộ và cái này thọ thương nè, léo này nhân phẩm tới cái nỗi thọ thương liên tục, thọ thương nữa đó. Trời ơi đam gây ra khủng thiệt, không phong ấn được luôn. Phong ấn được pha đó là ngon rồi, không phong ấn pha đó đem thấy mắc máu quá trời luôn kìa. Cái phong ấn qua đó là nó dừng bao nhiêu cái luôn á. Cái phong ấn nó ghê lắm. Đó. Lơ mơ chết luôn nè, kích hoạt vô luôn kìa, chết hết trơn nguyên team luôn nè. Rồi, mất luôn con đâm chính Tôn Quyền. Mất luôn đâm chính Tôn Quyền anh em à. Con này hơi điên vì cái vụ bị phong ấn ông kia nha.
Không mà cái xe mấy kẹo này căng thẳng thiệt. Chết Giáo Thánh. Chết luôn đôn luôn kìa. Giáo Thánh mạnh nè. Không có bông lôi, Giáo Thánh nó chém chết luôn. Chẳng mấy chục triệu đem ảo thực sự. Ôi đem ảo thực sự. Quýnh mất tiêu lục châu luôn à. Con đại kiều thì tầm này khá là châu bò. Mà anh em thấy nó quýnh hoài luôn kìa. Con đại kiều này đúng là châu đó, nhưng mà sao chịu nổi. Chết luôn. Nó quýnh quá nhiều cái làm sao đó. Kìa anh em thấy nó chỉ kích liên tục cướp. Con này khá về nhân phẩm gì cái phần thọ thương nè. Đậu xanh rồi 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 rồi. À Giáo Thánh xài khí định luôn. Ông này biết sai quá. Thiệt. Sai quá sai rồi. Cái ông này cũng mạnh đó mà ông build vậy là cái chiến pháp. Chiến pháp đó mà cho con không cho Tôn Quyền xài khí định sao được. Ok con team này thua thêm ông kia rồi, nên không có gì bàn cãi rồi. Thua là đúng rồi. Thua 3-0 luôn ạ. Khí định không cho Tôn Quyền xài làm sao sống anh em, khó sống lắm. Thiệt sự chứ. Hình như là anh em ra đảo hơi nhiều vậy cái pha đó hả? Anh em ra đảo hơi nhiều. 18.000 phiếu. Ảo thật sự. Cái này cái bên D để bên ông này có 1.400 phiếu, này 18.000 phiếu cái cụm này. Chết ngắt hết trơn rồi, cái bên này thì sao? Ở bên này đâu đó 6-7.000 phiếu. Còn cái cụm cái này là 18.000 phiếu là giữa Giáo Thánh Build 3. À không phải không phải. Cái ông One Whip này, One Whip này 18.000 phiếu là đúng rồi. Đổng Nguyên ăn Quang Vũ đứt đường. Không đường nào đỡ chứ. Quang Vũ không có đường nào chạy được hết. Còn những ông build như thế này đây nè. Ông này Sitter chậm chó này, ông quýnh cũng không lại cái ông kia luôn hả trời. Sitter chậm chó này cũng thiếu tướng, không mạnh lắm. Mà hàm kim. Rồi mình sẽ xem cái kèo khác coi. Cái kèo này là 2 tỷ 9 và 3 tỷ 1. Ông chậm chó lại thắng. Và vô cái chung kết. Vô chung kết thì ông Húc hả? Ông Húc quýnh với ông Win. Rồi ok xem cái trận này. Trận chung kết luôn rồi đó. One Win. À Đổng Win chỉ niết bền 5 thôi nha. Đổng Win này chỉ niết bền 5 thôi đó anh em. Này chưa phải chung kết, mấy tứ kết rồi. Có đâu. Chung kết rồi đó chứ. Bên kia là Thượng Hương hén, Võ Thánh hén, Tôn Quyền hén, các kiểu con đã điểu luôn. Cư cu. Rồi thừa phong luôn rồi đó. Nhưng trời ơi. Chém một cái chết luôn. Rồi phản đam còn phản đam dư ra nữa kìa. Rồi vậy sao đỡ. Không cái meta này ông này không xài đôn là ông bày. Meta này không xài đôn là thua. Ô kìa. Mình cũng đôn gánh hết rồi. Thiệt. Đổng Nguyên đâu có làm được gì đâu. Nó có đánh gián tiếp kìa. Con Đổng Nguyên chưa làm gì luôn anh em. Con Đổng Nguyên chưa làm gì mà con đôn nó làm không cần hết kìa. Ảo thiệt sự. Đổng Nguyên nó chỉ làm rơi sơ thôi đó. Gà đam kìa. Hai trăm mấy chục triệu. Thôi thua đứt đường rồi. Không có đường nào đỡ rồi. Ông này thua chắc trăm trăm luôn. Nhìn thấy con đôn nó lực quá trời. Hai đam của ông này không có gì bảo vệ hết trơn. Có mỗi duy nhất con đại kiều hén nó bảo vệ. Mà không quýnh được cái nào hết trơn mà. Làm sao bảo vệ được. Phải ship nhau hồi nãy vậy đó. Cho đại kiều hén đứng đầu á. Búp ngự giáp cho. Ở cái meta này mình thấy không nên chơi con Võ Thánh hén luôn. Không chơi nổi á. Đam trực tiếp gây ra càng nhiều là càng chết thôi à.
Thiết bị 5 thôi mà nó quýnh ăn đứt đường luôn trời. Và ông này chỉ thắng duy nhất một trận 3 thôi. Chỉ duy nhất một trận 3 là ông này thắng này. Rồi coi em ship như thế nào. Vẫn y anh vậy anh em. Nhưng mà thắng vì lý do gì thì mình không biết. Chắc Tôn Quyền nó nã cái không thọ thương. Nã cái mà không thọ thương luôn á. Ý định thằng nhèn quá tiên. Đó, gì đó, đó gọi là thượng hương hán đó. Nó phải như vậy đó thì team chúng ta mới di kích được nhiều đó. Thượng hương hán ra phải nhân phẩm như thế này mới gọi là chơi game nè. Thượng hương hán mà ra được vậy là mạnh. Còn để trên đầu mà nó không ra được vậy thì thua. Đó. Em thấy không, thượng hương hán thì ra chặn mà quýnh ok như vậy thì sao mà đỡ được. Công quyền đấm sớm 33 nộ rồi. Và sao mà đỡ được. Cô kìa đám kìa. Áo thật đấy. Nhưng nhưng ông này cũng quên để cho con Mendo vô rồi. Con Kiều cũng búp được con miếng đam thôi. Nó chẳng có giúp được gì nhiều đâu. Tầm này đa số team là càng phòng thủ hơn càng đông. Đó, bóp cái khiên như thế này nè, Tôn Quyền mới ok con dê nè anh em. Đó, bóp cái khiên như thế này nè, không bị phản đam, sướng lắm. Nhưng mà đây là con Kiều diện quân nha, anh Kiều thiên tướng nha, chứ không phải là con Kiều men đâu. Anh em đừng hiểu lầm. Nó chọt lát mắt công an hết. Đó. Hèn chi game này không win cũng ổn. Và nãy giờ con thượng hương ngán nó quýnh không biết bao nhiêu. Đậu xanh quýnh hụt lắc luôn à. Rồi nhưng mà đam gián tiếp vẫn đủ nha. Đam gián tiếp vẫn đủ để mà chơi. Ôi nó chọt chết thằng kia luôn rồi. Sao đỡ. Sát thương tăng. Thằng kia kìa. Anh em thấy Tô Quyền chọt thằng trước mà thằng sau nó mất máu. Nhìn đống nguyên kìa, thọ thương liên tục rồi đó. Áo chưa. Nhưng mà được cái của đống nguyên nó đã bị xích rồi. Bởi vì tăng nhiều xài con đô, con bông lôi á. Hai con tăng mà con bông lôi nó lên cái cấp cuối á. Nó sẽ xích những đâm chính ngon hơn nhiều. Vẫn còn cái khiên nha. Không phản đam được anh đâu. Ừ, hải phong ba chưa? Hải phong ba đam. Trời ơi, thọ thương sao mà nói mà thọ thương cưng. Đó. Đó, đây kêu búp nè. Đó, như vậy là win nha. Chứ bị bình thường là... không win nói. Khó win lắm, bình thường là khó win lắm. Anh em thấy vậy là tối đa sức mạnh của nó luôn. Cho nên là mới win nha. Còn đây nè, thua nè, game thua nè. Game thua nhìn rõ liền luôn. Thượng hương hén ra dùng chiêu không được là thua. Không nói nhiều. Và đúng cái meta này con đóng nguyên nó bá trời. Tôi không nghĩ là chơi những team này mà nó vẫn nguyên được luôn á. Quá khủng khiếp. Cứu. Ngày mai tôi cũng xây cho anh em xem. Ngày mai tôi sẽ xây một cái tem mà tăng một đống. Chơi toàn tăng. Ôi đầu. Chết tôi chết Quang Vũ. Đó. Một nguyễm tôi là. Mày hả mày. Diện hộ. Đó. Kiếm thường. Phản đam. Không chết. Đó. Đúng. Nên như vậy. Ôi ôi. Áo thực sự. Chết mẹ phản đam không. Không rồi. Bàn thống mày ra làm được gì ngoài cái búp. Mấy phần trăm đam đâu.
Ok, thì cũng nhờ như vậy mà được kích hoạt cái thiên la tản này nha anh em. Nhờ như vậy mà kích hoạt được cái thiên la tản. Đây phong ba đám. Thôi chống đỡ rồi. Rồi mất tiêu tôi quyền luôn rồi, thua luôn rồi. Bởi vì con đôn em bên kia đa số lận đôn nó gánh à, chứ động viên đam không có lợi mấy ông này, chứ lại đam cũng không có vô máu nhiều nữa. Chứ tôi thiệt những con đội đại kiều mà để đầu á, để đầu đúng bài luôn rồi đó đi. Ok thì con ngày này đã chùm quánh ăn hết luôn. Đây là trận chung kết luôn, mình coi giữa hai ông đó chỉ niết bàn năm thôi anh em thấy đơn giản. Và mình sẽ cho anh em xem cái trang bị và đồ đạc của tất cả ông này, đồ đạc đồ này kia luôn nè. Không hiểu vì lý do gì đây chỉ có ba con danh tướng, thì chắc chắn ba con danh tướng rồi bảo bảo vật luôn nha, danh tướng và bảo vật đâm chính được hai bảo vật luôn, không bảo vật trái thôi luôn á, chưa được bảo vật phải luôn á. Bảo vật phải thì được cái này chia ra. Ok cẩm nang, cẩm nang thì đa số cẩm nang ngon ngon không. Quan trọng nhất vẫn là giàn thú. Chiến pháp thì đang có một cái kim cái khí định đó, đơn giản, rất là đơn giản, còn xài cả khai dương nè, mặc dù khai dương là không giúp gì nhiều đó nhưng vẫn rất là mạnh. Giúp chỉ hồi một nộ mỗi lượt thôi đó. Ok thì bây giờ mình sẽ cho anh em xem dạng thần thú nè, con men 5 sao và con hoa tiên 3 sao, chỉ vậy thôi mà đã mạnh như thế rồi đó. Mình tin thì chắc chắn mình tin lỗ người rồi, mình tin là mình tin hùng tốt triều nguyên luôn, và nguyệt nhật nguyệt tịnh minh đá thì khỏi nói rồi, anh em phải biết, anh em phải hiểu đá là phải chắc chắn là con gì yển phản mới phản đam tới cái mức độ đó. Đây là yển phản nè, đây thêm viên hấp tinh đây nè, kẹt mà hai tăng là yển phản nè. Đây con động nguyên quán xài yển phản luôn mà, cái dòng kim kìa, ba dòng, một dòng, hai dòng, pvp tùy tâm mộc không phú đang xài là cái gì, con danh tướng đang xài là hắc khứ lệnh. Và tôi không nghĩ cái cụm này khủng khiếp như thế này mà, tại sao ông đó ông lại là ông đó lại là bá chân vũ chiến thần. Cớ cớ mình không có coi được cái bảng xếp hạng lực chiến giống như bên Lee Server rồi, lực chiến chắc chắn với mấy ông luôn. Đây rồi có nè, đây là cái kết quả nè. Lực chiến nè, ồ không có để lực chiến luôn à, mình phải bấm vô mình mới xem được lực chiến nè. Đa số ở cái đợt này là anh em dự đoán toàn sai thôi, cũng có những ông đoán đúng đó nhưng mà tối đa chỉ có 27 lần đoán đúng thôi. Top 1 ghê thiệt, công nhận động viên ghê thiệt. Dư ba như thế thôi mà đã rất là mạnh rồi, khá là bá đạo trên tình hạt gạo luôn. Rồi ngày mai mình sẽ xem một cái team này, gọi là qua một cái team mới hoàn toàn nha, không chơi những cái team mà gọi là ấy nữa. Nhưng mà với điều kiện là mình phải có thêm con tướng hán phi thăng 3 nữa là mình mới xây dễ. Chứ giờ mình mới có con này phi thăng 2 thôi, phi thăng 1 thôi cũng chưa có ăn thua gì luôn á. Với lại mình kiếm thêm viên những khoản rồi nè, từ từ mình sẽ xây sao, ngọc mình cũng vẫn còn mà. Chơi hán lay gai mấy mùa sau thì cũng được mà, con ngạc này. Ok rồi còn gì nữa đâu. Rồi thì video này cũng sẽ kết thúc tại đây luôn nha anh em. Cảm ơn anh em đã theo dõi video này của mình nha. Hẹn gặp lại anh em trong những cái video tiếp theo. Chúc anh em xem video vui vẻ nha. Bye bye anh em.